Xin bên chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú nhé. Hôm nay thì em lại có một cái lô rau về, đa số là rau mới, quý vị có thể thấy được là nằm nguyên trong hộp ạ. Thì đa số là rau sản xuất Nhật, cũng có một vài bộ là sản xuất Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, nhưng mà chất lượng thì vẫn là của công ty Nhật nha quý vị nhé. Chứ không phải là mấy cái hàng Trung Quốc bán vô vẩn ở ngoài đường chợ nhé. Vẫn là cà tê của các công ty Nhật sản xuất tại Trung Quốc thôi. Thì đầu video vị cũng thấy em lật lên con ấy. Thì đây quý vị có thể thấy trước mặt rất là nhiều cái dao, từ dao to, dao bé, dao bộ, dao lẻ có hết, thái chặt bằm như có cả lóc đấy, sashimi có hết. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu với quý vị anh chị cô chú một cái dao từ phía bên phải, là con dao to nhất ở đây, con dao của Nhật đấy, là một con inox không gỉ luôn, chứ không phải là thép trắng, là con dao inox. Con này thì chiều dày của nó là 1,5 ly đấy, nó không không quá dày nhưng nó rất là sắc, rất là sắc. Đấy, có tờ giấy tiện em test cho vị con. Con nào cũng cắt đứt hết đấy, không không có con nào là không đứt được. Cái tờ này là cái tờ giấy nó ngắn này, mỏng, nó rất là khó cầm. Cái dao này thì không đến mức là quá sắc như những con dao mà mới kia, nhưng mà cũng có thể cắt rất là bén. Em có thể nãy em cắt thử thịt cá đấy, vẫn rất là bén, nó to. Cái bản nó rất là bề rộng, nó rất là rộng. Thế đây trên này thì có ghi cái chữ gì đây, cha biết này. Cái dao ghi là dao vạn năng. Con này thì cái bề rộng của lưỡi là 80 mm, 8 cm. Cái bề dài nó thì thước em không đủ đâu, gang tầm 30 cm. Con này cán gỗ và thép inox không gỉ, bán 300.000, rất là rẻ. Con này bán đủ công đóng hàng vì nó to, nằm ngoài cỡ nên là cái hộp nó rất là to quý vị ạ. Đầu tiên và con đầu tiên mới phải 300.000. Tiếp theo là một con em hình dao, hình cái đao. Dao này là dao gì đây? Parker Brother của Japan này, có chữ Japan trên cái dao rồi quý vị. Đó. Đèn đêm hơi lóa nên là có thể hơi nhìn đấy, Japan này quý vị. Con này thì bán 250.000 thôi. Con này thì cán bằng gỗ. Bề dày của dao thì khá là ok, chắc là phải tầm 2,5 ly, hơn 2 ly vậy, 2 ly một chút đấy, bằng inox luôn, không gỉ luôn nha quý vị, không phải là thép trắng mà là bằng inox. Trên này thì có ghi logo partner và hình con chim ưng đang bay, bén như chim ưng. Hai em, trên em thứ ba nha quý vị, thứ ba là một em dao gì đây, chư kỳ gì. Có cái Ryobuzuki Santoku, đây là một con dao Santoku mới nguyên hộp, đây em vừa bóc siêu á, chứ không phải là dao bóc sẵn đâu, còn mới tinh, còn nguyên cài này. Đó. Bằng inox lấp lánh luôn, em phải đeo tay phòng đứt tay quý vị. Test cho quý vị xem. Đấy, dao mới thì không phải nghĩ luôn, phát nào là ngọt phát đó luôn, ngọt lịm luôn đấy, không phải lăn tăn cái gì. Con này cán bằng nhựa này, ghi là có gì đây, là hai carbon stainless steel, là cái thép hợp kim carbon đó. Dài thì 2 mm, độ dài của nó thì rơi vào tầm bao nhiêu, 18 cm, 180 mm đó. Sắc bén. Con này thì của cái công ty gì đây, Derico Ryobu, đấy là nó là sản xuất tại China này, xuất sang cho cái công ty này. Nó là công ty chuyên sản xuất cái như kiểu thực phẩm á. Trên này này có ghi là Kanebo này. Đấy, dao này nguyên có cái cài, cái này hơi có cài, tiệm cài xong bỏ vào hộp đã, tránh nguy hiểm. Con này thì em
bán với giá là 400.000 nha quý vị. Dòng mới tinh nha quý vị. 400.000. Đấy. Giao cán bằng nhựa mới tinh, con này rất là ok. Việt Nam mình hay chê là hàng Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc này nó xuất sang cho các công ty Nhật này, nó làm Trung Quốc là cũng ok đó quý vị. Quý vị nếu cô không mua thì em lại có dao em giao mỗi em dùng. Tiếp theo là một con dao gì đây, Gomet Super Deluxe. Con này giá mới nó là 1,2 chưa thuế, 1,320 thì tương tương khoảng tầm 2,5 triệu đó. Hiện tại thì chưa được 2,5 triệu nhưng mà trên 2 triệu nguyên mới trong hộp cửa shop luôn. Con này sản xuất 2008 và còn mới tinh, đến bây giờ là mười mấy năm rồi vẫn còn mới tinh. Mùng 6 tháng 5, mùng 5 tháng 6 2008 mà còn mới tinh, chưa sử dụng nha quý vị nhé. Cán này bằng gỗ này, con này thì cực chất luôn này. Trên đây thì có ghi là cái gì đây, của cái tên nó là gì, Madamu, không bản đao này thép. Đây thì chiều dày là 2 mm và chiều dài là cũng tầm 18 cm gì đó. Dao này thì mới tinh, cán gỗ rất là đẹp, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Test ra quý vị xem, ngọt như mới lùi luôn. Đấy. Vào nhát nào là ăn nhát đó. Con này thì giá em bán 1,2 triệu nha quý vị nha. Hàng mới, 2,5 triệu em bán 1,2 triệu. Hàng gọi là đồ cổ mà còn mới tinh luôn, chưa sử dụng luôn nhé. Omakase chicken knife. Đấy, các con gì. Đây là con thứ tư, đây là con thứ năm. Con thứ năm là một em cũng sản xuất ở China, xuất Nhật, dành cho công ty gì đây, Tam Sao gì đây, Đao Vật. Đây là một công ty chuyên bán dao của đọc tiếng Nhật thì nó gọi là gì, Mitsuhoshi gì đó. Ba con dạ, ba cái ngôi sao á, nó còn giãn nguyên, chưa bóc, em chưa bóc được ra luôn này. Để em bóc ra cho quý vị. Giờ em mới cắt siêu gỗ con này luôn, chứ không phải là cái hàng người ta mua người ta không dùng, hoặc là công ty người ta ta bán đi đó, thanh lý đi đó, kiểu vậy đó. Rồi, cắt thế. Chắc quá quý vị, chưa mở ra luôn, ghê thật chứ, biết là nó bọc cái kiểu dây. Rồi đây quý vị có thể thấy được là một em dao bằng inox, cái dây này giờ mới mở luôn. Đây là quý vị có thể biết được cái độ mới đó, con này thì nó mỏng rồi, 2 ly hoặc ly rưỡi đó, ly rưỡi. Inox nguyên bản nha quý vị, inox nguyên 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 khối nha. Đó, sản xuất bằng inox nguồn. Dao thì dao công nghiệp chứ không phải dao thủ công. Dao cái này thì không phải dao thủ công. Đấy. Rất là sắc nha. Đó. Chắc chắc ngọt luôn nha quý vị nhé. Con này thì có gì đây là Ritoran. Ritoran. Mitsuboshi. Đúng rồi. Đọc cái ba cái sao đọc là Mitsuhoshi, biển âm thành Mitsuboshi. Ba sao, tam sao, mình không biết có thất bản không nhưng mà con này là tam sao đó. Sắc bén nha quý vị nhé, mờ sắc bén luôn nha, ngọt lịm. Con này bán 300.000, nhanh gọn, giá gọi là giá lợn tết thôi. Hàng mới tinh nguyên siêu và bóc siêu quý vị, coi video thì có thể thấy em vừa bóc siêu xong. Áo em là chưa mặc một lần luôn, bỏ vào hộp cho quý vị nhé. Này giao về hơi muộn nên là em cũng chưa có chuẩn bị được, nên là tranh thủ quay vội cho quý vị xem. Vì nhiều anh chị cũng hay hỏi giao, thì cái giao mà bãi thì em có đấu gửi thẳng về Việt Nam, đường biển cũng được, đường bay cũng được. Đường bay thì 2 tuần, đường biển thì 2 tháng sẽ về Việt Nam. Em có đấu thường xuyên và mỗi lô em gửi vài trăm con, thì cả năm nhé, gọi là mấy lô chứ, vài nghìn con.
Đó, thì tiếp theo là một con dao của Nhật này. Đây gọi là đọc là gì? Tokuse, nghĩa là sản xuất đặc biệt á, bằng theo bằng bằng ren, dao ren tay ấy, thủ công á. Tokuse đây, quý vị có thể thấy được là nó đây là một con đề ba cỡ nhỏ. Đây người ta có mài sửa bằng chắc là mài bằng 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 đá máy mài này. Không đều này. Con này là dao đã quá sử dụng nhé. Mà vẫn vẫn có thể là bị lâu để nó bị han người ta mài thôi, nhìn trên này nó không bị han một tí nào. Vì cái dao này là lào dao loại thép trắng này á, nếu mà mình dùng xong mà không bảo quản kỹ là nó dị ngay tức. Đó. Thép trắng này nó có nhược điểm, nó thấy đẹp nhưng mà nó rất nhanh dị và vẫn còn nguyên siêu. Con này chưa sử dụng nha quý vị nhé, nhìn cái cán nó sẽ biết là chưa sử dụng tí nào luôn. Đó, nguyên cái tem luôn đấy. Và cái con này bán 250 nghìn, nhanh nhanh gọn lẹ nguyên hộp. Dao đề ba sắc ngọt. Tiếp theo cũng là một con dao khác, cũng là dao tục xe tiếp, rèn đặc biệt bằng ngón tay đó. Con này thì rất là nặng, đầm tay cho quý vị, con này có thể chặt được luôn á, có thể chặt luôn. Con này bề dày nó là 3,5 mm và chiều dài lưỡi là 18 cm, dao rèn thủ công. Con này thì để lâu rồi nó bị nhiều cái vết đâm nhầm rồi, nhưng mà vẫn còn sắc lắm, sờ vào có thể cảm nhận được cái sắc. Dao nó dày nhưng mà cắt giấy vẫn ok vị. Giấy này khó cắt lắm. Loại giấy này thì mất mất một. Giấy này thì không nói chuyện rồi, giấy A4 bình thường là đi liền rồi. Đó. Con này nguyên hộp nha quý vị nhé. Dao chưa sử dụng nhé. Chưa sử dụng xe tô cự nhé. Đấy, xe tô cự đặc chế bán 450 nghìn một cái. Đó. Đó. Tiếp theo là một con dao săn tô cự khác. Con này thì là của Nhật luôn chứ không phải là Trung Quốc xuất Nhật. Thì con này em sẽ tháo ra cho quý vị coi. Con này thì mới tinh, chưa sử dụng. Lưỡi khá là dày, chắc khoảng tầm 3 ly á. 2 ly rưỡi. Inox nha quý vị nhé, không lo han gì nha. Lưỡi thì cũng 18 cm, cán bằng gỗ cực đẹp, cực chắc. Da líp này. Còn nguyên tem siêu luôn này. Con này đây, test cho quý vị xem trước ạ. Dạo này quấn hết rồi. Đấy, đứt ngay. Quan thì gặp anh cũng thành quan luôn, công văn công xã luôn. Con này em bán với giá 650 nghìn nha quý vị nhé, nguyên hộp này. Con này có săn tô cự Tam Đức nhà, Tam Đức Bao Đinh á, là cái nhà sản xuất dao Tam Đức kia, thì theo tiếng Hán Việt là nó thành như thế, nhà công ty dao Tam Đức kiểu kiểu vậy đó, hoặc là ba đức gì đó, ông thích đọc cái ông là ba hay là tam nữa thì không biết, nhưng mà có ông ba và ông đức đó. Chắc hai ông hợp thành cái công ty này đó. Tiếp theo là một bộ dao gì đây, dao rèn đây. Dao này đây, cán thì bằng gỗ nhựa đặc. Dao này chắc để lâu quá nó bị vết ổ ấy. Cái dầu người ta bôi dầu chống gì á, gọi là cái chống gì em quên rồi, Sabi mà gọi là tên dầu là gì chỉ biết là dầu chống gì. 1,5 ly, 1,5 ly, hai con đều 1,5 ly. Con này thì vừa có thể thái được, vừa có thể chọc tiết, có thể lóc. Con này thì thái cắt, cả bộ này em bán 550 nghìn. Dao này dao Nhật nha quý vị nhé. Trên này có ghi chữ gì đây, Marutomi. Đó, Marutomi là thằng Maru là tròn mà Tomi nghĩa là phú á, nghĩa là trọc phú á, kiểu kiểu vậy đó, tiếng Việt mình hay nghĩ là vậy đó. Tên kiểu tên của em này phú và đọc là Tomi đó, kiểu kiểu vậy theo tiếng Hán Việt. Tiếp theo là một cái bộ dao xét tổ ba cái, dao rèn tay có giá niêm yết nguyên hộp hộp này. Tiền mặt là bán 7,5 nghìn chưa thuế, hiện tại đang rơi tầm trên triệu, gần triệu rưỡi đó. Ba con này đó,
thì em bán với giá là 700 850 nghìn ba con hàng mới tinh. Con này thì lóc rồi phi lê này, con này thì thái cắt cắt, con này thì cũng thái rồi phi lê rồi sashimi gì đó. Giá rèn nha quý vị nha, gần tay nha. Giá mới thì chắc là cũng không cần phải test, quý vị cũng có thể biết được là nó sắc rồi, sao giao nhập mà. Đây, trời ơi, cắt nhát nào thì ăn nhát đó thôi chứ. Đó, ok quý vị nhé. Và ba con một bộ giá mới nhá. Giá em biết là tầm 1,5 triệu bán 850 nghìn hàng mới. Mới nha quý vị nhé. Hàng là Nhật nhá. Đây quý vị ưng bộ nào thì có thể nhắn tin cho em. Chụp ảnh cái bộ dao đó hoặc là cái tiếp theo là cái gì đây ạ? Một cái bộ dao một năm con, một con thái, con hai con lóc sashimi, hai con thái. Con này thì sashimi rồi cắt bánh mì gì đó. Con này bộ này em bán với giá 600 nghìn, hàng mới chưa sử dụng nguyên bọc các vị nhé, chưa tháo. Còn nguyên tem EC gì đó. Con này là của cái nhà sản xuất là Ishinabe. Ông dao này Yutaka Ishinabe. Năm con với giá 600 nghìn hàng mới chưa qua sử dụng đó. Và đây nữa con dao này rồi nhỉ, dao còn dao này thì phải, con dao này là con dao gì đây, Tamemi, cũng là một con dao rèn chưa sử dụng, để lâu nó bị han chưa sử dụng, mới tinh này, nguyên tem nguyên cán, có thể quý vị nhìn cán là biết là chưa sử dụng rồi. Rất là dày, con này thì dày là 4 ly nhá quý vị. Chỗ dày nhất là 4 ly và chỗ mũi này là màu đây rồi là còn 3 ly, 2 ly rưỡi. À, dài cũng 15 16 cm. Là cái chiều dài lưỡi 10 15 16 cm. Giá mũi chưa qua sử dụng nó bị rỉ nhá. Rỉ nhưng mà quý vị nhìn cắt cái tờ giấy nó quý vị một con này nó dày quá. Đây. Không được sắc như mấy con dao mỏng kia nữa quý vị nhé, nhưng mà cắt vẫn ăn à, cũng mấy chỗ rỉ này nó không 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 ăn được cái ngọt được cái đường cắt, nó tránh chỗ rỉ ra thì vào việc ngay này thì về cái vị mài đi là êm thôi, mới tinh chưa qua sử dụng nguyên bọc luôn. Cái bọc này thì người ta bôi cái chất chống rỉ lên này, nó thành cái giấy này, này bọn bôi trong cái giấy này, công ty em thường hay làm kiểu này đó. Thì giá của cái con Tsumami này, Tamemi này thì em bán là 450 nghìn, nó mới nhật rèn thủ công bằng tay mà chưa qua sử dụng. Đó, cuối cùng là một một cái sản phẩm khá là ok nhất, nó hài lòng nhất trong cái lô này. Đây là cái, chữ phú và chữ vị là cái đọc là Tomiyazi đó. Tên của em là viết bằng chữ Hán này là bằng chữ này, chữ phú là bằng chữ này. Đấy, quý vị, con này thì có dao và đá mài đi kèm, đá mài ba cái lưỡi đá mài. Con này thì của gì đây? Đá mài của Brito Tsubame Niigata cái này. Và ngày xưa em ở trên cái tỉnh này đó quý vị nhé. Ngày xưa em ở gần Tsubame này đó. Thời quý vị coi video thấy em đi tuyết nhiều nhiều đó. Đây, dao mới tinh, chưa vẫn còn trong bọc. Con này thì nhìn là thấy yêu rồi quý vị, không không phải nói nhiều nữa, quý vị có thể thấy được quá là ưng ý luôn. Cán này bằng gỗ vân rất là đẹp luôn, dao thì bằng inox, dao rèn inox rất là đẹp, dao này dao rèn nha quý vị. Quý vị nhìn cái lưỡi là 2 ly nha quý vị, và cái chiều dài lưỡi là 10 18 hơn 18 nữa. Cắt thì con này nó mới thì chắc là không phải bàn về cái độ sắc nó rồi. Đây quý vị. Chạy giấy chạy tre luôn. Con này hàng mới tinh tinh nha, bán 1 triệu nha quý vị nha. Nguyên hộp và đá nha. Con này thì quá ok, không có gì bàn cãi, không có gì phải lăn tăn về cái bộ dao này, quá tuyệt vời luôn. Vậy thì vừa rồi em qua review cái lô dao này, có một số con này quý vị anh chị của chú cùng tham khảo. Thì quý vị có nhu cầu ưng cái sản phẩm nào thì chụp lại hình và nhắn cho em qua Zalo
hoặc là Facebook em có để trên video đó. Đấy, thì cảm ơn quý vị anh chị cô chú luôn ủng hộ kênh với Phú và quan tâm đến các sản phẩm bên em. Xin chào động, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.